Đó, cả nhà nhân lên cho Hen nha, để xem là giá một cái bữa ăn của Hen như thế này là bao nhiêu. Đẹp quá. Hello, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay Hen đi check vé để mong muốn là lên đỉnh Dinfrajob, là đỉnh này, là đỉnh cao nhất của châu Âu. Là Hen đang cầm bản đồ. Thì cái khu vực Hen đang ở đây á thì cũng rất là đẹp, đẹp tuyệt vời rồi, nhưng mà mình muốn lên đỉnh cao này. Nhưng mà vé ở hiện tại thì đi tàu lên đó, không biết là có chiều về chưa. Nhưng mà chiều đi thôi là một người là hơn 2 triệu. Cái xong mình thấy ui mắc nhờ. Mắc nhờ. Cái xong mình quyết định không đi cả nhà. Cả nhà biết không? Xong mình sẽ chọn một con đường khác, đó là đi trekking. Thì trên cái con đường đi trekking này của mình thì mình thấy một cây nho của người dân ở đây. Và mình thấy rất là thú vị, đó là họ chả hái gì hết. Chắc là có vài người du lịch hái hay sao, có một trái bị mất. Đó, nhìn cái nho đã không cả nhà? Đó, đây là cây nho ha, nhìn nè. Ui, cái chùm này rất là to luôn. Đấy, một cái chùm rất là to. Đó, một cây nho chỉ bên đường vậy thôi nhưng mà người ta không hái. Thôi, Hen không dám đụng đâu. Đây chính là con đường mà Hen sẽ đi trekking ngày hôm nay. Sẽ bù đắp lại, mình không có thể đi được cáp thì mình đi lên đây. Hen thấy có một cái điều thú vị ở đây, đó là những ngôi nhà ở đây họ làm bằng gỗ mộc. Nhưng mà ở trong ban công của họ, họ luôn để hoa màu đỏ. Thấy đẹp không? Điều này Hen cảm thấy, ui có xe máy ở đây này. Xe SH luôn. Honda. Ui, ui. Đấy, thấy không? Đấy, thấy chưa? Hoa màu đỏ. Hen thấy kiểu thiết kế này nhìn như vậy rất là hay. Vậy là năm sau, nhà sàn của mình Tết mình sẽ trưng hoa màu đỏ. Thấy đẹp quá à. Nhưng mà màu đỏ xong rồi gỗ mix chung với màu trắng rồi xanh xanh, ôi hay quá. Còn đây là cáp treo để lên đỉnh ở trên này, thì cáp treo rẻ hơn. Nhưng mà đi cáp treo thì cáp treo thì lên Buret. Nhưng mà Hen thấy thì đi cáp treo thì nó cũng bình thường quá. Không phải sợ độ cao mà là mình là một người thích thiên nhiên và thích mọi người tập luyện, nên là mình không có. Tại vì nó lên có hơn 2 cây thôi à, mà đi cáp treo thì uổng quá. Mình quyết định đi bộ. Đi bộ của mình trong hơn 2 cây như vậy, nhưng mà lên dốc hay sao á, thì Google đang chỉ cho mình là mình sẽ đi phải mất hơn 1 tiếng, hơn 1 tiếng, gần 2 tiếng. Nhà đẹp quá à. Đây là bãi đậu xe. Bãi đậu xe cũng thấy yêu nữa. Wow. Những ngôi nhà trên thảo nguyên. Wow, xe này xịn ha. Xe Nissan. Ôi, cho cả nhà xem những ngôi nhà trên thảo nguyên này. Ui, có con dê. Hello các chị dê. Ôi, đạp dê. Những ngôi nhà kia. Dùm được không? Dùm những ngôi nhà ở trên kia được không? Đó. Những ngôi nhà ở trên kia đó. Đây là những bé dê đang ăn cỏ. Ủa, bé dê hay bé cừu trời? Không, bé dê. Dê. Không ai thèm nhìn luôn. Có một bạn này nhìn nè. Bạn tôi đó. Ôi, chụp hình ở đây đi. Đẹp kỳ diệu quá mà. Cả nhà có thấy đẹp kỳ diệu không? Chứ anh thấy là đẹp diệu kỳ nữa. Wow. So amazing. Tập thể dục. Đẹp quá. Xem view của tới này cả nhà. Đó. Nói chung là view này á, là khi nào cũng muốn quay điện thoại hết, nhưng mà tay bị cứng lạnh luôn, nên là cứ phải đút vào tay và vào áo như vậy. Nhưng mà cái thấy view đẹp là mình phải
đứng hình lại 5 giây để mình xem xong, ôi mình phải cầm điện thoại mình chụp lại, biết đâu mình chưa trong thời gian tới mình lại chưa có cơ hội quay lại thì sao, để mình dành hình mình chụp thật là nhiều, biết đâu mình ráng mình lại mình tiếp để mình cố gắng quay lại, đúng không cả nhà? Ôi đây khá là hèn dư quá. Đây là con đường trekking nha. Khúc này khuất cây rồi. Thường ở khi mình đi trekking như vậy á là mặc đồ rất là mỏng. Còn đây là mặc cực kỳ ấm như vậy rồi nè. Mà bỏ tay ra ngoài là lạnh ngắt luôn. Nên là khi nào cũng bỏ tay vào trong hết. Cái nhà chứa gỗ mà cũng đẹp vậy luôn nè cả nhà. Nhà chứa gỗ. Thật là kiểu không thể tin được. Quá là phê. Nhà này mà mùa đông thì anh nghĩ là lạnh nha. Trời ơi dễ thương ha. Đó, cả nhà có thấy những cái nhà nhỏ ở trên mấy cái đồi cao kia không? Khúc này là Hen liên tưởng đến Hà Giang của mình rồi đó. Hà Giang đẹp như thế này. Kiểu như là rất là nhiều nhà Hà Giang mà nhà nhỏ qua các sườn đồi. Thì khi mà thấy cảnh này thì Hen thấy rất là giống luôn. Tức là nhà Hà Giang mà các sườn đồi như vậy, nhà của người đồng bào ở đó mộc mạc, hợp hài hòa với thiên nhiên thì ở đây cũng vậy nè. Đó, có nhà rất là sườn, nhìn rất là ở trên cao, không biết là họ di chuyển như thế nào. Nhưng mà chắc là sẽ có cung đường khi mà lên tới đó. Bây giờ là gần trưa rồi, nực quá. Nực sơ sơ thôi, nhưng mà mình sẽ cởi ra, nhưng mà mình còn chiếc áo rất xinh. Hay nghĩ là do đi bộ nên mới cảm thấy nóng thôi. Dù có mệt cũng cảm thấy sướng. Mình đã gỡ cái áo khoác ra rồi. Tuyết ngôi làng. Với là góc hồi nãy nhưng mà đang trong cái cung đường đi lên. Hello cả nhà. Nấm này ăn được không cả nhà? Ai cho mình cái inbox đi. Inbox. Nấm này ăn được không? Nấm, nhưng mà theo kiến thức á, nấm càng đẹp càng không ăn được. Thì nấm này rất là đẹp. Nấm này đẹp, coi cái bé bên kia kìa, giống như là củ khoai tự á. Ê, rau ngò gai mình nè. Hay. Rau ngò gai Việt Nam nè. Ôi, nhưng mà lá cực kỳ mềm nha. Mềm. Không hề cứng như của Việt Nam. Để thử cái mùi giống nhau không nè. Ôi, không có mùi gì hết. Trong khi cái mùi thơm á, không có mùi nó gì, cái mùi cỏ bình thường thôi. Y chang ngò gai luôn á. Đừng ê. Giống luôn á. Nhưng mà cái không có mùi. Lá nó mềm hơn. Cái này cây nho nè. Sao lại chặt đi nhờ. Không để ra trái để Henia bứt trời.
Đây là con đường khắc kinh trên truyền thuyết không? Quá là đẹp. Ở đây có hai chiếc ô tô. Chắc là đây là nông trại gì vậy? À, nhà đang sửa chữa. Hay quá ha. Đúng rồi. Xin ở lại làm thợ phụ hồ ở tại Thụy Sĩ nha. Anh ơi, hello. Có cần thợ? Ôi, có chuối, có bánh mì trong này nè. Có cần thợ phụ hồ không? Em biết trộn cát nè, à, đóng đinh, rồi xài xì beng đó. Bắt đầu lạnh rồi, và khu bóng râm là lạnh teo. Có nắng cả thì ấm. Amazing. Hello các bạn, mình tới thăm các bạn này. Hello. Đang quay mà. Ê, chào các bạn. Hello. Không trả lời mình. Ấm thông không cả nhà. Đó có phải là nấm thông không cả nhà? Thơm lắm. Này, này, nhiều lắm. Này thì khác, cái này là khác. Cái này nấm thông không ta? Hay là nấm thông nhỏ ta? Oh. Morning. Morning. Ủa vậy hả? Really? Không, 12 giờ. Thì mới 12 giờ mà vẫn morning được. Hành trình đi trekking của Hen tới khúc này là ít thấy view rồi nha. Hơi kiểu mặt buồn buồn đi rồi đó. Hen đi được 2 tiếng rưỡi 3 tiếng rồi đó. Tới lúc này là bắt đầu đã rơi rồi. Đói đồ. Không có ăn bánh gì hết, chỉ có nước thôi. Nhưng mà phải tầm một tiếng, hơn một tiếng, tiếng rưỡi nữa hay mới tới nơi được. Đi lâu như vậy không phải là do là cung đường quá xa, mà là do mê sống ảo. Có cái khúc rừng cây này là nãy là đi liên tục. Còn có cái khúc mà thấy view á là đứng lại sống ảo. Video
đủ thứ loại, hình đủ thứ kiểu. Ok, đi theo, đi tiếp cùng Hen nha cả nhà, xem tới nơi mình đến là như thế nào. Ui. Lạnh nghe luôn á. Ăn gói mì tôm rất sướng nhỉ. Ôi lạnh quá. Dừng một cái là mồ hôi. Giống như là cái này là gần với lại song song với bên kia ấy, nhưng mà không cao bằng bên dãy tuyết. Mình phải đạp xe lên bên đây chắc mình cũng dắt bổ quá. Hình chân. Không phải. Tàu kìa. Yêu. À, công sức mình đi bộ tới đây thì thấy được khung cảnh này. Mình sẽ xoay qua góc bên này nữa cho cả nhà cùng xem nha. Đó. Mình sẽ lên đây ăn bánh mì, xong mình đi tiếp. Thế giờ là bây giờ mình rất là đói. Nhưng mà cung đẹp quá, mình mê. Hay góc bên này nè, đẹp điên đảo luôn. Này thì góc ở dưới nhìn lại chỗ khách sạn Hen ở. Không phải, Dome Hen ở. Tàu kia. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hồ Handy. Tôi đang ở Thị Sởi. Đi lên tiếp đường núi của bò.
đường này. Chia sẻ chai nước có chữ Henny đây. Henny lại gặp. Welcome. Hen ấy xin chào cả nhà. Hiện tại thì Hen đã đi bộ sau một khoảng đi bộ của mình là 4 tiếng đồng hồ thì mình đã tới một cái địa điểm để đón tàu để đi tiếp. Và tới địa điểm này thì có một cái điều rất là thú vị, mình đi sực đi ngang qua thấy mình đang ăn và nhìn cái view cực kỳ đỉnh luôn và quyết định đi vào restaurant này. Khi mà vào đây á thì bắt đầu order thì những cái món order của mình ngày hôm nay cho hai người ăn như vậy. Gồm có salad với loại cá hồi, gà, rồi khoai tây. Nhưng mà anh thấy cái phần này khá là nhiều luôn. Khoai tây thì mình ít ăn, nhưng mà gà chắc chắn là sẽ ăn thế. Và còn đây là một cái phần giống như là nuôi của mình ấy. Hand order như vậy. Và những cái phần order như thế này thì giá khoảng tầm là hơn 80 đồng. Tại vì mỗi phần như vậy là cứ hơn 20 đồng hết. Hơn 80 chắc cũng gần đồng đấy, cỡ đó. Xong rồi những cái chai nước của Hen nữa gần 80 đồng. Thì giá như vậy là hơn khoảng tầm lại gần 2 triệu hoặc là hơn 2 triệu. Tại vì đồng franc của Thụy Sĩ là giá hiện tại là 25.000 một đồng. Đó, cả nhà nhân lên cho Hen nha, để xem là giá một cái bữa ăn của Hen như thế này là bao nhiêu. Thì Hen nghĩ đây là một cái phần ăn rất là bình dân ở đây, chứ không phải là một cái phần ăn sang trọng gì hết. Đó, ví dụ như là ở Việt Nam mình thường gọi một tô phở, một tô bún bò khoảng tầm mấy chục ngàn thôi là mình được ăn no rồi. Nhưng mà ở đây không thể có cái giá đó cả nhà ơi. Nhưng mà Hen cố gắng là ok, mình phải thưởng thức. Tại vì mình đã lỡ tới đây rồi mà, đi máy bay của mình cũng mắc mà, thôi mình chịu khó thưởng thức. Nhưng mà bạn đồng hành của Hen thì luôn muốn là mình phải tiết kiệm hơn để mình có thể đi được nhiều và trải nghiệm nhiều hơn nữa. Nhưng Hen nghĩ là thôi, có thực thì mới vực được đạo, Hen có thể đi nhiều được đúng không cả nhà. Thì đây là cái phần ăn của Hen ngày hôm nay và Hen đang cảm thấy rất là hào hứng. Ok, coi như là cái phần ăn của mình là giá như vậy thôi, nhưng mà cái view mới là đỉnh cao ở đây. Giống như là chắc ớt ở đây. Hen nghĩ là mới được ăn như vậy thì hay nên ăn sẽ ăn hết tại vì ngon. Ui, ớt cay lần đầu tiên được ăn cay ở nước ngoài á, cắn một miếng cay á, chứ bữa giờ là không có được cay như thế này. Trong chuyến đi này của Hen thì Hen rất là tiết kiệm rất là nhiều. Nhưng mà cái mình nhận được rất là vui. Nhưng mà ngồi như thế này rất là lâu thì Hen nghĩ là chắc Hen sẽ bị nám. Nhưng mà mọi người ở đây không chịu bung dù lên cả nhà ơi. Hen có mở dù ra, đang đặt máy quay phim là chỗ dù á. Còn mà nguyên cái góc tất cả của mọi người ở đây á, anh có thể quay góc của mọi người ở đây đó. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt, cái khúc du lịch ở đây á, em thấy hay có gặp anh chị người Việt Nam thì em thấy người trẻ cũng có, nhưng mà với người nước ngoài em thấy toàn người lớn tuổi không à, không thấy, ít thấy người trẻ lắm. Ngon lắm, thấy cái này rất là vừa gia vị của em. Ở đây những người lớn họ cố gắng, chắc là họ sẽ đi tàu, còn Hen thì đi bộ lên đây. Thấy các ông bà tới đây là mọi người sẽ uống bia này, order kem này, đi tách trà, chứ có mình Hen mới thấy là ăn thôi nha. Còn vài các bạn khác mà mọi người không thích ăn. Buổi sáng ở đây rất là lạnh luôn, lạnh mà cả nhà biết bỏ tay ra ngoài là nó cứng luôn á, cứng xong đỏ mình để trà với nhau và đem đi ra phơi nắng thì mới hết cứng được đó. Hai cái là bỏ dù vô là thấy lạnh luôn, đang mặc áo gọi này là thấy lạnh luôn, và để là có nắng thì nó chói thôi đi yên. Em chỉ nói về cảm xúc thôi, cho em không có có đòi hỏi gì cả. Thank you.
cô nói là khi mình lên dốc á, lên thẳng thì rất là nhẹ, cô sẽ như vậy. Xong rồi cô đi như vậy muốn thương, chắc là bỏ xa cô mình luôn. Xong rồi cô còn nói là ngang qua nên cô nói con á, đi với cô nè, đừng nó không có mệt. Và lúc đó mình vừa tuổi nữa.
tức là Hen ở cái khách sạn mà Hen quay buổi sáng cho quý vị là ở dưới. Đây là phần ở trên đồi núi cao hơn. Thì đây là cái không gian như vậy, cực kỳ đã luôn, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ thích luôn. Đấy, bên kia là đồi núi phía. Mình rất là thích, em thấy khách du lịch ở đây đi bộ được cảm nhận rất là nhiều. Quá wow, nhà thờ nhỉ, thờ cái góc này cái kiểu như là mix ngôi nhà này, màu này, xong rồi thêm những cảnh vật trang trí thêm hoa đỏ hay sắc vàng nhé, với cái không gian cực kỳ đẹp luôn. Có cái đường lên tàu dốc thẳng đứng luôn, đẹp chưa? Thị sĩ ao ước của rất là nhiều anh chị em giống em. Đây là em sẽ quay video để truyền cảm hứng cho tất cả mọi người, và mọi người sẽ thấy như là em truyền may mắn này. Gọi là gì ta? Có mọi người hay nói gì ta? Như ta? Nhạc gì á? Cái câu gì ta? Quên hết rồi. Đó, để hai này mình ăn cho mọi người đó. Để mọi người cũng có cơ hội đi như thế này. Chuyến hành trình này của em là đi bộ này, tháng 6 là chính. Nên là chi phí cũng sẽ thấp, nếu mà biết tiết kiệm hơn nữa thì thấp hơn, nhưng không như vậy là vừa đủ rồi. Đây một cái lối đi lên rất là đẹp ha, lối lên đường hầm đó. Wow, đẹp quá, đi hết cái mảnh đất cái khu này thật lắm ở đây nha. Ở đây bán rất nhiều bây giờ shopping. Vườn rau thì phải. Xong vườn nhà đằng sau hotel. Ui mà bây giờ đẹp quá, đẹp lắm luôn ấy. Mọi người đi bộ rất là nhiều luôn. Đây là một cái nhà hàng này. Người đã kéo ở đây không có thể đứng đi được. Chúng ta đi được rất nhiều. Cao nhất em thấy nặng cỡ 5 tầng đó, nên là khi mà các sườn nó tầng tầng tầng, mỗi nhà mỗi màu khác nhau. Trong kiểu trang trí những cái hoa ở đây á cực kỳ đáng yêu luôn. Ôi thì trở nên xinh đáng. Ôi có một cái xe lửa xưa quá nhỉ. Nhà mà kiểu vừa trồng rau, trồng hoa, kiểu thấy giàu có rồi. Mở mắt ra, đi vô lửa. Sau 6 tiếng đi bộ, mình quyết định là đi tàu cho các em. Đây là những quyết định mà rất là mắc cười của mình trong những chuyến đi lần này. Lên tàu, đã lộn đi bộ, xong là nhờ vực lại đi lên tàu. Đi bên này nè.
bên nào cũng được đi nhé. Ngồi bên này bắn người hơn. Anh lên đi. Nuôi gia súc heo giống nhà dài của người ED hay nấm luôn á, nhưng mà nhà heo ở nhà dài thì có sàn. Nhưng mà để nuôi gia súc heo giống nhà dài của người ED hay nấm luôn á, nhưng mà nhà heo ở nhà dài thì có sàn. Nhưng mà không đi cá để mình đi bộ, và cuối cùng chuyến về của mình thì mình lại đi cá. Tức là mình mua vé tàu để thôi, mình tưởng tàu này sẽ về tới cái chỗ của mình luôn, nhưng mà không phải. Tàu này chỉ dừng lại ở đây thôi, đi cá thì đi xuống cái chỗ Lao Hồ Du Lịch hoặc là Interlaken City. Cái receipt của mình kè tiền, cái bill của mình đấy cứng ngắc luôn nha. À còn đây là vé. Vé. Có
Tức đó mà đi gần 2 lần này. Không không. Ghế cũng rất là mộc mạc bằng gỗ rồi xếp lên rất là đơn giản. Ôi đi cáp kìa. Ôi cái này là đi cáp lên đỉnh á.
nhiều quá. Hen thấy có rất nhiều đó. Còn đây là bò sữa đó là. Hello các bạn. Có vẻ như là thuê xe đạp ở đây chắc là đỉnh. Bên kia cái thác thứ thác luôn. Đó, thứ thác luôn, mấy chỗ hai cái cáp treo đang rủ xuống á. Ôi, cái con đường này hay muốn quay một cái gì đó, chứ không quá. Một cây táo. Thì từ để xoay qua nha, em sẽ hướng dẫn gửi cho mọi người thấy một cây táo rất là xả trái. Thấy trái trái không? Trái kinh khủng luôn, trái đầy luôn. Có 3 cây á, trái sai kìa. Mọi người tưởng nhà phải dựng mấy cái cây để đỡ cho trái luôn á. Yêu bạn nhớ cái táo rồi. Thích quá à, mình thấy cái táo rồi. Mình đã quay. Sáng nay là sáng đầu tiên mình thấy cây táo và đây là lần thứ hai. Cái khu này thì em thấy rất là nhiều cây táo luôn, giống như là cái cây kia đó. Đó, bây giờ thấy chưa? Mới thấy được mấy lần vậy thôi mà phát hiện bây giờ là chuyên nghiệp rồi. Đó, cây táo, cây táo. Em thấy đi qua khu bên này á, cũng có nhiều cây táo hơn. Có một cái điểm nhấn mà em rất là thích những ngôi nhà ở đây, đó là những cái bông hoa được trang trí như những ngôi nhà kia. Đấy, bên kia cũng là cây táo, như cây táo kìa. Cây táo trước cửa nhà kìa. Lý do mà Hen phát hiện ra hay là nhận ra, dễ nhận ra những cây táo ở đây đó là cái thân ở dưới sẽ cắt một khoảng xong đó phình xuê ra. Và mọi người thường cắt nó cái vòm như thế này. Đấy là không có cho nó tán nhiều á, những cái vòm như thế này. Quên nhỉ?
Rau này ở Việt Nam mình có nè. Rau này rất là phổ biến và hay rất là thích ăn. Mẹ hen xay hay xay nước tiếng. Ôi là tiếng này, tiếng hoa trái đây à, này. Một ấy rồi mà để bốn trái luôn. Tuy nhiên giống như là cuộc sống ở đây thật là dễ dàng vậy đó. Trồng trọt cũng thấy dễ hơn. Rồi nếu mà trồng một cây táo sáng ăn táo, rồi làm mứt táo trong bánh mì ăn, rồi ăn canh táo uống sinh tố táo. Rồi cái nhà nhìn đây. Thôi cái khu nhà, cái chỗ này á sẽ phải tịnh hơn một tí để quay táo cho cả nhà nha. Bên kia là mấy bạn bò, hình như đây là nông trại và đây là những quả táo, cây táo hai trái. Ôi hạnh phúc quá đi, hạnh phúc quá đi. Đây là cây táo nè, nhưng mà mình sẽ không hái đâu, hái mất công bị bắt ở lại đây. Bình thường ở Việt Nam ở đây chắc mình xin cái cây một trái mình ăn chấm muối. Nhưng ở đây mình không dám đâu. Ôi đẹp quá à. Ôi đẹp quá cả nhà ơi. Cây táo và hơi hen nhê. Đây hình như là trang trại bò không hay ai hết. Táo đẹp quá à. Nhìn kìa, gốc họ chăm, họ bọc một cái khung sắt lại ở gốc. Trong một cái cây như thế. Ôi, quay từ cái cành này đấy. Cái kiểu cái cành này á, mà lấy một khúc này này cắm ở nhà cũng đẹp luôn. Nguyên này sầm sai trái. Ôi, có một trái mà bị chim ăn kìa. Nhìn thích quá đi. Ôi trái này rụng này, có được lượng không cả nhà? Trái táo rụng kìa. Các chủ nhà mở cửa ra bảo lấy táo ăn đi con. Oh, đỉnh của chóp mà nói tiếng Việt nữa chứ. Đó là mình tưởng tượng thôi. Ôi thích quá đi. Hồi sáng mình quay cây táo kia mình cũng thấy rất là hớn hở rồi, nhưng mà thấy cây này sai trái mình là cảm thấy phê chè kéo dài. Ôi cả nhà ơi, hen bị kiểu bình thường ở Việt Nam mình đã rất là tăng động rồi á, nhưng mà thấy ở đây sướng hơn á. Cái bắt đầu cái gọi là cảm xúc cái con người mình nó càng cao trào hơn nữa. Rồi calm down lại. Cái kia nó trái nó nhỏ hơn kìa, mà nó đen, chín đen hơn. Nhìn thấy không? Bên này là màu xanh nè. Đó, bên này trái đen hù lù luôn, chín đen hù lù luôn. Chín đen đỏ lòi luôn. Xong sao đây, coi nè. Bây giờ hên dạo cho cả nhà xem nha. À, mình sẽ quay từ cây táo nè, đó. Hên tung tăng đi dạo, tung tăng đi dạo. Đây là một chim trại. Hên xoay qua đây. Hèn đi xung quanh đây. Là một ngôi làng thị trấn. Hèn thấy có rất là nhiều anh chị người Việt của mình đang sống ở Thụy Sĩ. Hèn chúc cho tất cả các anh chị sẽ luôn thành công ở nơi đất khách quê người, và chúc cho tất cả các anh chị rất là nhiều sức khỏe. Chúc mừng các anh chị đang sống ở một nơi rất tuyệt vời nha. Công nhận ở đây thì khá là đắt đỏ. Giống như bữa ăn của Hen hôm qua chắc là chỉ là bữa ăn bình dân thôi. Nhưng mà nếu mà tính ra thì Việt vượt qua mắt. Nhưng mà mọi người bảo là xứng đáng vì trả cái view cao hơn. Em tung tăng. Tốc độ cho phép chạy là 50 km/h thôi, nên Hen sẽ không dám chạy nhanh. Mà Hen đâu có chạy được 50 km/h đâu. Đẹp quá à, làm tấm hình thôi. Làm tấm hình thiệt là đẹp quá. Đẹp quá à. Quá hướng dương kìa. Thích quá à.
lạnh á, tay tay lạnh tống cứng rồi mình đỏ đỏ lòi luôn. Hết cái chạm gì mình thôi nhé. Thường giống như là vẽ là mỗi khu vực sẽ vẽ một cái đặc điểm của khu vực đó. Đây là hình vẽ ở cái trạm này. Có hoa lên nữa ha. Cái cân dễ sợ luôn. Hen 50. Lớp 50 gì nữa. Đây có phải là cây táo mini không? Đây có phải là cây táo mini không? Nhiều trái quá kìa. Đây có phải cây táo mini không? Sao lá cũng giống cái lá cây táo luôn á. Mini lắm. Cây táo mini nhỉ? Đúng không? Coi vườn rau nhé cả nhà. Một vườn rau ở đây thì như thế nào? Cả nhà xem lại cái view góc bên này. Đẹp cực kỳ luôn. Bây giờ là trời hơi quang một tí mình sẽ thấy quay. Đây là một vườn rau ở đây. À, trái này nè cả nhà ơi. Strawberry đúng không ta? Đây nè. Đó, trái này là làm sinh tố uống giảm cân là siêu đỉnh luôn. Strawberry đúng không? Raspberry hả? Raspberry hả? Đó. Đây là cây của bạn ấy. Mình đã. Ok. Đã thấy cây rồi. Ok. Quay vườn rau đi. Dễ thương hết, nhà này kiểu trong không có gà, xong rồi họ làm những mô hình gà thả vô trong. Đây thấy thì là một góc nhỏ của họ ở trong nhà thôi, họ bày biện á, cũng rất là dễ thương như các bạn. Bày rất là đáng yêu, đúng là kiểu như đây là nơi cho mọi người cảm nhận tất cả các không gian đều phải dừng lại và muốn tham khảo. Hen mà có một cái vườn như vậy, Hen sẽ trồng cái táo này, cây kiwi này. Hen sẽ trồng rất là nhiều loại rau luôn. Đây nè, vườn rau này không thấy bé bò. Đó không phải vườn rau, vườn này. Đi qua kia đi, qua bên kia đường. Bên kia đường nhìn đúng hơn ạ. Về Việt Nam, bạn Hen đã mua về và bảo là người Việt Nam sẽ theo quán cà phê.
treo lên cổ của bò hoặc là gì. Nhưng mà mình mua về treo ở quán cà phê. Ôi, chỗ kiểu chỗ này cũng xứng đáng để làm show thời trang. Cắt hai cái ghế hay hai cái bàn hàng ở đây thì mẫu hút bút từ nhà đi qua nhà đi đây. Alo, anh Cường. Em hay về cái này quá. Có một cây táo. Ôi, ôi, dưới dưới dưới. Thì có nên mua phô mai không? Tại vì Hen đã đi ý xong Hen ăn mê phô mai ở khách sạn rồi. Phô mai trên xe thì dễ thương nhé. Thôi dừng em sốt. Beer, please change for shield corn. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Đưa lên cả nhà ơi, đúng rồi. Ôi, tiếp này khác. Tiếp này khác. Đi, 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 lên tàu.
cắt ra dưới được. Dạ. Không đổ, có vết rơi. Không chịu mặc áo ấm hơn. Do hôm nay nghĩ là đi lòng vòng thôi, không ngờ leo lên đây luôn. Nhưng mà còn ấm, không bị lạnh, nhưng mà cái tay lạnh, không có đeo bao tay, với cái đầu lạnh nữa. Như cái đầu lạnh. Đỉnh cao nhất kìa. Đỉnh này phải đỉnh cao
nặng. Đường này đi bộ
10 cây, 20 cây để về đến chỗ hen nghỉ hen cũng cam chịu.